Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của huyện Sông Mã, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong trang cơ sở ngày hôm nay có gương cán bộ trẻ tâm huyết với công tác hội. Phần cuối chương trình là phóng sự Phụ nữ Sông Mã đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chị Lường Thị Thiện ở bản Trường Vàng, xã Trường Phung, huyện Sông Mã là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Phung, huyện Sông Mã, đại diện cho lớp cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, năng động, nhiệt huyết. Những năm qua, chị Thiện đã nỗ lực cố gắng cùng với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, lãnh đạo triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trường Phung là xã vùng 3 còn rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ người dân mù chữ cao. Chính vì vậy, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong những năm qua gặp rất nhiều trở ngại. Xác định được trọng trách của bản thân, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chị Thiện đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chị em phụ nữ tham gia hội và đi sinh hoạt hội thường xuyên. Tham mưu đề xuất phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện và Trung tâm Học tập Cộng đồng của xã mở các lớp xóa mù chữ, dạy tin học, dạy nghề để tạo công ăn việc làm cho chị em hội viên. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào các dịp lễ Tết, các ngày lễ lớn trong năm. Thu hút các chị em phụ nữ tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào hoạt động của hội. Năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Phung chỉ có 794 hội viên. Tính đến năm 2022, hội đã có 1.001 hội viên, chiếm 50,3% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trong toàn xã. Trong đó, thành lập được 14 đội văn nghệ, 12 đội bóng chuyền nữ, tập luyện thường xuyên. Xã Trường Phung là xã vùng 3, nên là xã đặc biệt khó khăn, số lượng hội viên rất là ít để vận động chị em tham gia vào hội. Thì tôi cùng với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thường xuyên đến tận nhà của chị em phụ nữ trong toàn xã và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em phụ nữ, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của chị em. Đồng thời thì tuyên truyền đến chị em hiểu rõ hơn về công tác hội và các hoạt động của hội phụ nữ. Tổ chức các buổi sinh hoạt thì tôi thường xuyên lồng ghép tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Nhờ đó thì chị em cũng đã nhiệt tình tham gia vào công tác hội, mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong hoạt động tập thể. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, chị Thiện đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Hội, tham gia giám sát việc thực hiện ủy thác vay vốn hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Phung đang quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ ủy thác 13 tỷ 208 triệu đồng. Trong đó đã giúp 13 hộ hội viên thoát nghèo, không có nợ quá hạn. 100% các tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý đều được đánh giá xếp loại khá và tốt. Ngoài ra, chị còn tham mưu cho Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động các hội viên thực hiện phong trào tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn xã đã xây dựng được 5 nhóm phụ nữ tiết kiệm tại 14 chi hội phụ nữ với số tiền 122.200.000 đồng, giải quyết cho 6 lượt hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ trong độ tuổi lao động của xã. Đối với đồng chí Lường Thị Thiện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, trong những năm qua, đồng chí cũng đã luôn làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình, như là nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội, luôn chịu khó học hỏi, tham mưu cho lãnh đạo trong việc thực hiện các phong trào của hội tại địa phương như phong trào thi đua, phụ nữ tích cực, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, như là cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch. Ngoài ra, đồng chí Thiện cũng là hội viên tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.
Luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động công tác hội, chị Thiện là hội viên tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiệt tình chia sẻ với các chị em hội viên về kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được của bản thân. Đồng chí Đường Thị Thiện là một người rất là nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn tuyên truyền dẫn dắt các chị em phụ nữ. Khi tham gia sinh hoạt thì các chị em phụ nữ chúng tôi rất là thoải mái tinh thần để chia sẻ những khó khăn vướng mắc để các chị em giúp đỡ lẫn nhau những vướng mắc khó khăn trong cuộc sống. Với hình ảnh một phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm, tiên phong trong các hoạt động công tác hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Những năm qua, chị Thiện cũng không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực của bản thân, rèn luyện phẩm chất người cán bộ hội, mang những kiến thức, hiểu biết của bản thân để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, tiến bộ. Thưa quý vị và các bạn, là một huyện biên giới, đời sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Từ nhiều năm nay, với phương châm hướng về cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Mã đã có nhiều chương trình hoạt động giúp đỡ đồng hành cùng phụ nữ khu vực biên giới. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Trong những năm qua, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Sông Mã đã phát huy khả năng của mình trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đó giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, thậm chí đã có nhiều hội viên giữ vai trò kinh tế chính trong gia đình. Hướng về cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Mã luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do hội cấp trên phát động, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Mã đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, mạnh dạn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tham gia các tổ hợp tác xã. Đồng thời, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn hội viên phụ nữ về kiến thức, kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi, phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn huyện tạo điều kiện cho trên 3.500 hội viên phụ nữ vay trên 186 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Trường Khương là xã biên giới của huyện Sông Mã. Để tạo điều kiện cho chị em hội viên vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã luôn chủ động bám sát vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên, đồng thời cụ thể hóa chương trình, kế hoạch thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ làm theo lời Bác, thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hội Phụ nữ xã Trường Khương có 21 chi hội với 2.321 hội viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, hội đã phát động đến 100% chi hội phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ làm tốt công tác sản xuất, áp dụng các khoa học kỹ thuật, thay thế cây trồng kém hiệu quả và lựa chọn cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất chăn nuôi, sản xuất sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và làm tốt công tác tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên phụ nữ tiếp cận tài chính, phát triển kinh tế. Để làm tốt công tác triển khai cái phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi cũng làm tốt, đầu tiên thì chúng tôi phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ về cái chủ trương của hội về công phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như là vận động hội viên quyên góp tiền để xây dựng cái quỹ phụ nữ nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Thứ hai nữa là chúng tôi vận động hội viên phụ nữ làm tốt công tác áp dụng các khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, năm 2017,
Hội Phụ nữ xã Trường Khương, huyện Sông Mã đã phát triển mô hình nuôi bò sinh sản nhằm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Để có nguồn quỹ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phát động các hội viên đóng góp 5.000 đồng trên một hội viên trên một năm. Từ số tiền này, hội đã mua bò sinh sản và trao cho hội viên nghèo chăn nuôi. Sau khi giao bò, phân công chi hội phụ nữ giám sát, quản lý. Từ năm 2017 đến nay, hội đã chuyển trao 4 con bò sinh sản cho 12 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay đàn bò đã phát triển lên tới 17 con. Nhưng lại đang Hội Liên hiệp Phụ nữ xã mà hỗ trợ từng hoa. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ một con bò về nuôi, tôi đã phát triển được 3 con. Ngoài ra tôi còn được chị em phụ nữ trong chi hội bản hỗ trợ ngày công làm nhà ở. Từ đó đến nay, cuộc sống gia đình ổn định. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn bò phát triển hơn nữa. Ngoài việc hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nuôi bò sinh sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Khương đã vận động các chi hội trực thuộc xây dựng nguồn quỹ cho hội viên vay. Đến nay, 21 chi hội đều có quỹ, trong đó 13 chi hội có gần 100 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các chi hội phụ nữ tự giúp nhau ngày công lao động, tặng quà hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, thăm hỏi động viên hội viên không may bị cháy nhà. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện làm hồ sơ cho 31 hội viên vay vốn với tổng số tiền 940 triệu đồng. Hiện nay, hội đã quản lý 7 tổ với 9,4 tỷ đồng, tổ chức cho 269 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay hiệu quả, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do hội viên làm chủ. Từ trước thì gia đình cũng rất là khó khăn, nhưng mà cũng nhờ có chi hội phụ nữ cho vay tiền, với cả Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giúp làm hồ sơ để vay vốn bên Ngân hàng Nông nghiệp với cả bên Ngân hàng Chính sách đấy. Thì mình cũng đã có vốn để đầu tư vào chăn nuôi và trồng trọt, trồng cây nhãn, cây xoài. Với cả mình cũng đầu tư vào phân bón để bán phân giống cho người dân đấy. Để đánh giá công tác triển khai thực hiện xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Mã lồng ghép kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các xã, thị trấn, chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về vai trò phát triển kinh tế, phối hợp hướng dẫn, vận động hội viên tham gia các hoạt động liên kết sản xuất theo quy trình kỹ thuật. Hiện nay, tại các chi hội đã có hơn 9.000 hội viên trồng trên 190.000 cây ăn quả các loại có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Cụ thể hóa nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, riêng trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp giúp 66 hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo thoát nghèo, trao 5 con bò sinh sản trị giá trên 63 triệu đồng để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Mã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo. Vận động các cơ sở hội xây dựng quỹ. Hiện nay, hội còn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 3.442 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 166 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho 102 hội viên vay vốn với hơn 15 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thành lập mới 3 tổ, thẩm định hồ sơ, giải ngân cho 16 hộ với tổng số tiền 1,5 tỷ. Từ nguồn vốn vay, hội viên đầu tư xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao. Để phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế có hiệu quả cao trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Mã tiếp tục chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tập trung khai thác các nguồn lực, nâng cao hiệu quả chất lượng của các mô hình tiết kiệm, tổ nhóm tiết kiệm tại địa phương, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phân công các chi hội giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ, thoát nghèo để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đề ra. Với những hoạt động thiết thực trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ huyện Sông Mã đã góp phần tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Trang cơ sở của huyện Sông Mã phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Sơn La xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.